Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hàng Sáng. Thì trong video báo giá ngày hôm nay thì cũng lại lên sóng thêm một con xe nữa. Con này là Super Ram đời 2010 anh em nhé, đầu lồi. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu mà muốn mua cái dòng Super này thì liên hệ trực tiếp đến xe máy Hoàng Sáng nha, qua cái đầu số là 0983 533 445 nha, gặp trực tiếp đến cửa hàng làm việc nha. Còn bây giờ thì em sẽ đi chi tiết con xe này rồi sau đó báo giá nha. Anh chị em nào mà có nhu cầu mà đúng ý thì liên hệ giúp em nha. Xe máy móc zin anh em nhé, xe máy móc thì con này thì được cái là zin từ trong ra ngoài, cũng không chậm tút gì hết ha. Xe thì không chậm tút anh em. Về còn rất đẹp nhá, xi nhan đồ là dàn đầu đèn còn rất đẹp ha, đầu lồi anh em ha, 2010 đầu lồi ha, còn rất đẹp. Super ha anh em, 2010 nhá. Anh em nào có ok thì liên hệ. Đấy, dàn áo đồ là cũng dàn mũ lần trước là cũng rất là chắc chắn anh em ạ. Đấy, liền lạc ha, đâm đùm liền là zin theo xe anh em nhé. Tình trạng phuộc đồ là không giảm tốt. Đó, có nguyên sao để vậy là nguyên zin nha. Đấy, cái này hồi xưa cũng rất là kỹ này, khóa càng đồ đầy đủ hết anh em. Con này được cái máy zin anh em nhé, máy móc bằng nguyên zin. Máy móc nguyên zin anh em. Xăng bình đồ là rất đẹp. Con này em báo giá anh em luôn ha, 26 triệu 500 cho con Super đời 2010 nha anh em. Super đời 2010. Đấy, hộp xích đồ cà phê đồ là nguyên ha, không giảm tốt, xe không giảm tốt anh em nhé. Xe là không giảm tốt, rất là đẹp. Con này thì cũng rất là chuẩn chỉ luôn anh em. Tem bọng rồi cốp rồi này kia rồi rất là chỉnh chu anh em ạ. Đấy, 39F3 nhé, 26 triệu 500, 4828. Đây anh em, 26 triệu 500 ha, biển số thành phố Biên Hòa, 39F3, còn 4 số luôn anh em ạ, liên lạc lắm. Anh em nào kết Zalo nhé, 0983 533 445, làm việc trực tiếp đến cửa hàng xe máy Hoàng Sáng giúp em. Cửa hàng có trả góp và ship xe anh em nhé, cửa hàng có trả góp và ship xe, anh em nào ở xa thì vẫn trả góp được nha, khách tỉnh vẫn trả góp được.
biết cái cửa hàng là Việt, tất cả đồ đẹp kia ha. Rồi em quay chi tiết nha, quay chi tiết phía bên trong. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu mà thực sự muốn mua thì xem kỹ video giúp em nhé, xem kỹ video giúp em. Tất cả các chi tiết nữa còn rất là ok, chu đẹp. Với cái tầm giá là 26 triệu 500 thì anh em có gì thì alo giúp em nhé, 0983 533 445, gặp trực tiếp đến cửa hàng làm việc Super 2010 xe rin ha, bận đồ còn nguyên hết nha mọi người. Nói chung là mấy cái chi tiết đồ là còn nguyên hết á, đây bên em tháo ra để nói chung là mấy cái dòng này thì tháo ra để anh em soi kỹ cho anh em phía trong thôi. Rồi vậy nha anh em, có gì thì hẹn anh em trong video báo giá tiếp theo nha. Rồi chào.